xin chào toàn thể các bác và các anh em. Nhân tiện có căn chỉnh lại chiếc vang cơ của cái bác Hải Phòng gửi đến căn chỉnh thì em lại chia sẻ các bác anh em một cái mấu chốt trên vang số như này. Là cái vấn đề mà pha trộn về cái tỷ lệ FX. Kể cả một chiếc vang cơ, các bác thấy rằng là cái chức năng thì nó rất là đơn giản như thế này. Đây là cái volume của echo. Và trên dòng vang số này thì nó có cái tính chất của dì vợt. Thì ở đây nó có cái tính chất của dì vợt này. Và chúng ta pha giữa echo và dì vợt thì nó tạo nên một cái hiệu ứng. Thế cho nên là một cái vấn đề rất là khó khăn đối với lại các anh em là cái vấn đề mà pha trộn về cái tỷ lệ echo dì vợt. Thì vấn đề này thì em cũng chia sẻ rất nhiều các anh em khi mà cài đặt vang số, cũng như anh em thợ trẻ, cái effect được quyết định. Và cái effect đầu vào và effect đầu ra nó sẽ là hình thành nên một cái chất âm mà nó tự nhiên, tình cảm và dễ hát. Và chúng ta sẽ dùng effect để mà thúc đẩy cái phần âm sắc lên. Và khi có effect vào ấy thì là cái âm sắc nó sẽ thay đổi. Thì một chiếc vang cơ như thế này, các bác thấy rằng một chiếc vang cơ cũng gửi đi căn chỉnh, thì các bác anh em là cái người sử dụng bình thường, thiếu đi cái sự thẩm âm, thiếu đi cái sự mà cảm nhận, thì làm sao các bác anh em căn chỉnh được hay. Bởi vì đây là một cái này, echo vôn, thì cái cũ là đánh dấu như thế này. Đây là cái gì vợt vôn thì đánh dấu ở đây. Và cái này là bre lay, nó cũng rất là quan trọng khi mà tạo nên một chất âm mà nó mềm mại. Và đây là cái gì beat, nó chỉ có mấy chức năng đơn giản như thế này thôi. Mà nếu không căn chỉnh tốt ấy thì nó không hay. Thế còn ở đây nó chỉ là ba cái âm sắc về phần mic, tức là bass này, trung này, check này. Và đây là độ lớn của mic, còn bên này chỉ là nhạc thôi. Rất đơn giản thôi. Thế nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta pha trộn này này. Pha trộn giữa cái echo và dì vọt này như thế nào để cho nó hợp lý. Thì bây giờ em sẽ thử âm mic nhé. Cái bass delay này thì em căn rồi. Thì tí em trước khi gửi cho bác này sẽ đánh dấu. Và cái dì beat cũng thế. Thế còn cái âm sắc. Cái âm sắc thì nó chỉ có trầm trung check thôi. Nhưng mà chúng ta không pha trộn tốt, chúng ta không thẩm âm tốt ấy, thì cũng khó rồi. Đây là bên này em hơi khô. Đây là một cái mà em đã căn chỉnh này. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 2 3 5 6 1 1 2 1 1 2 4 4 7 7 2 2 3 5 6 1 1 2. Thì đây là một cái tỷ lệ rất là quan trọng này. Còn nếu như theo cái cũ nhá, để về đây này, để về theo cái dấu đánh dấu này, em chỉ cần là thay đổi giữa cái echo dì vợt thôi nhá. Các bác nghe chất âm nó khác rồi. 1 1 1 2 2 3 3 5 6 1 1 2 2 3 3 5 6 1 1 2 2 3 3 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 2 3 3 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 2 3 3 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 2 3 5 6 7 7 8 9 10. Rõ ràng là khi chúng ta để về theo cái đánh dấu cũ là không được rồi. Bởi vì đây là cái sự thẩm âm. Còn bây giờ trên cái nút này ấy, là nó thay đổi theo từng khớp nhé. Nhưng mà khi chúng ta đặt ấy, ở trên vang số này là em làm theo số này. Trên vang số này ấy, là cái tỷ lệ echo dì vọt ấy, từ effect đổ vào cho đến effect đổ ra ấy, là căn chỉnh theo từng số, từng con số. Khi mà làm vang số này là căn chỉnh effect đổ vào và effect đổ ra ấy, là trên từng con số. Thế còn khi mà bằng cơ này ấy, là quá tầm cũng không được đâu. Cho nên rằng là em vẫn chỉ sẽ các anh em ấy, không phải là đơn giản là như vậy là vang cơ hay là âm ly mà các bác anh em dễ chỉnh đâu. Cho nên là khi các anh em mua vang số là các anh em chọn người làm, rồi các anh em gọi các chế độ ra có lẽ là hợp lý hơn. Chứ còn một chiếc vang cơ dì vợt thì nó cũng không hay. Rồi nhiều cái chế độ thì chúng ta không thể thay đổi được. Giả dụ trên vang số này như vậy là từ 4 cho đến 10 chế độ. Từ 4 cho đến 10 chế độ. Thế còn trên vang cơ như thế này ấy, là như vậy là chỉ có xoay quanh một chế độ. Và các bác anh em chỉ cần thay đổi một chút thôi nó khác nhé. Vừa rồi thì để như thế này là không đẹp rồi này. 1 1 2 6 1 1 2 6. Thế còn chúng ta sẽ pha trộn cái gì vợt. Thì cái mấu chốt như này, cái echo bao giờ cũng phải chiếm cỡ khoảng 100%. Thì cái gì vợt này cỡ khoảng 30 nhé. 30 1 1 2 phải lên một tí thì mới đẹp này. 1 1 2 1 1 2. Và cái vấn đề mà pha trộn giữa cái âm sắc này, đây là âm sắc này. Thì trên vang số như vang cơ nó chia làm hai mảng, một mảng là âm sắc này, một mảng là âm sắc và một mảng là effect. Thì cái mấu chốt ấy là mấu chốt chúng ta phải là pha trộn effect tốt, sau đó chúng ta sẽ căn chỉnh cái âm sắc thì nó mới hay được. Thế còn bây giờ về cái âm sắc ấy thì các bác anh em cũng phải lựa
lợi nhuận không phải tăng quá nhiều ấm chéc mà nó sáng đâu nhá. Trên vang số cũng thế, không phải tăng quá nhiều ấm chéc mà nó sáng đâu. Thì cái này là trong cái quá trình mà căn chỉnh vang số ấy. Hiện giờ em đang giảm một chút này, hiện giờ đang giảm một chút nhá, chứ còn tăng quá lên ấy là chất âm không đẹp đâu. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Tăng quá lên là không đẹp đâu nhá. Thế cho nên không phải là tăng âm chéc mà nó sáng âm đâu, mà nó đòi hỏi cái sự phối hợp. Đòi hỏi sự phối hợp. Bây giờ giảm này, dưới trung bình này. 1 1 2 1 1 2. Giả dụ cái âm chung này ấy, thì tuyệt đối ấy, không phải là tăng cái âm chung này mà như vậy là nó sáng mic mà nó nhẹ mic đâu nhá, vỡ tiếng và nó không thiếu đi cái độ mềm, độ dẻo. Cái âm chung này này, mi này này, mi là chung này, thì không phải là tăng cái mi này lên nhiều mà như vậy là nó dễ hát mà nhẹ mic đâu, mà thường thường là dưới trung bình. 1 1 2. Còn cái âm bát ấy, khi chúng ta muốn sáng âm ấy thì chúng ta phải giảm bát. Khi chúng ta muốn sáng âm thì chúng ta trước tiên chúng ta phải giảm bát chứ không phải tăng chéc nhé. Bởi vì tăng nhiều chéc ấy, tăng nhiều chéc là không sáng âm. Cho nên muốn sáng âm ấy là chúng ta phải giảm bát. Chúng ta phải giảm bát. Giảm bát thì nó mới sáng âm, và hiện giờ đang để là cỡ khoảng độ 10 giờ. Chúng ta phải giảm bát để cho sáng âm, chứ không phải là việc mà cái việc mà chúng ta muốn sáng chúng ta để nguyên âm bát mà chúng ta tăng âm chéc đâu. Mà thực cho nên là khi em làm vang số ấy, thì các bác thấy rằng là 100% là trên chiếc vang số là em giảm âm trầm và trung trầm. 100% trên vang số là giảm trầm và trung trầm. Thì trên vang cơ cũng thế. Trên vang cơ chúng ta muốn sáng chúng ta phải giảm bát này. Giảm bát nó mới sáng nhé. Thế còn bây giờ để trung bình này. Để trung bình về bát này. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Đó, một là nó không sáng, hai nó bị lạc âm nhé. Lạc âm. Cho nên muốn sáng phải giảm bát này. 1 1 2 1 1 2. Thì nhân tiện căn chỉnh của chiếc vang cơ như này ấy, thì em cũng gọi là chia sẻ ngắn với lại các anh em. Khi mà sử dụng vang cơ ấy cũng không phải đơn giản đâu, cũng không phải đơn giản. Và cái mấu chốt ấy vẫn là cái tỷ lệ effect cũng như là cái thẩm âm, cái cảm âm của người căn chỉnh.